Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam cần thay đổi cơ chế để ổn định. Ngày 23 tháng 3, VOA tiếng Việt cho hay, giới quan sát, việc ông Thưởng thôi chức chủ tịch là cú sốc gây mất niềm tin. VOA dẫn nhận định của giáo sư Jonathan Linden thuộc Đại học Leiden University, Hà Lan, đồng thời là nhà quan sát chính trị Việt Nam, cho rằng một lần nữa chính trường Việt Nam bị sốc vì sự sụp đổ của một lãnh đạo lớn trong bộ máy đảng và nhà nước Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng từ lâu được xem là một người sạch sẽ, nhưng rồi sau cũng bị dính vào những hành vi không phù hợp với một lãnh đạo quan trọng trong bộ máy chính trị của Việt Nam. Học giả Nguyễn Khắc Giang thuộc Viện IC Yusuf Ishak ở Singapore, một người quan sát tình hình chính trị Việt Nam, thì chia sẻ quan điểm của ông với VOA rằng, mặc dù cương vị của chủ tịch nước chủ yếu mang tính nghi lễ, nhưng sự ra đi của ông Thưởng là một cú sốc nặng nề. Hình ảnh bài trên VOA. Đáng chú ý, việc hai chủ tịch nước từ chức trong vòng chưa đầy 2 năm làm dấy lên mối lo ngại về sự ổn định chính trị ở một quốc gia thường được khen ngợi về sự ổn định. Sự ra đi của ông Thưởng có thể sẽ làm xói mòn niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng có thể làm trầm trọng thêm vấn đề trong bộ máy quan liêu vốn đã lan tràn ở Việt Nam kể từ khi bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng, theo ông Giang. VOA dẫn ý kiến của luật sư Đặng Đình Mạnh đang ở Mỹ cho rằng dân hầu như không được thông tin gì một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời. Từ ngày 14 tháng 3 đã lộ ra các tin tức Võ Văn Thưởng từ chức chủ tịch nước. Điều này râm ran trong dân. Cho đến ngày 20 tháng 3 thì truyền thông chính thức trong nước mới xác nhận vụ việc này. Ngay sau khi truyền thông trong nước đưa tin thì thông tin đó vẫn chưa đầy đủ, chỉ nói là vi phạm những điều đảng viên không được làm, rồi trách nhiệm của người đứng đầu, rồi ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Nhưng thực chất, dân không biết ông này đã làm gì sai. Luật sư Mạnh đặt vấn đề, việc miễn nhiệm ghế chủ tịch nước và buộc ông Thưởng ra khỏi Bộ Chính trị là hình thức kỷ luật hay là cách để thay thế cho việc kỷ luật. Ngoài ra, ông Mạnh cũng cho rằng, quyền can dự của người dân vào những việc hệ trọng của đất nước đã bị đánh mất. Người dân là người biết sau cùng. Ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Xuân Phúc, hai cựu chủ tịch nước bị phế truất trong vòng hơn một năm. Về chuyến công du của Hoàng gia Hà Lan đến Việt Nam bị hoãn vì tình hình trong nước cũng là do Hà Lan thông báo hôm 14 tháng 3, trong khi chính quyền Việt Nam không thông tin cho người dân trong nước. Giáo sư Linden bình luận, đó là điều đáng tiếc. Vì chuyến thăm được kỳ vọng là có ý nghĩa tiêu biểu cho mối quan hệ của hai quốc gia. VOA dẫn lời luật sư Lê Quốc Quân ở Mỹ nhận thấy rằng vai trò của quốc hội, cơ quan đại diện của người dân đã bị đảng tiếm quyền. Cũng cái quốc hội đó, một năm trước, 99% giơ tay đồng ý phê duyệt một quyết định cho ông lên làm chủ tịch nước. Lần này, cũng cái quốc hội đó với 87% miễn nhiệm con người đó với những vi phạm. Tôi cho rằng trong chuyện này, đảng đã giật dây, chỉ đạo và làm điều đó rất thô. Quốc hội là đại diện của dân mà mới năm trước, năm sau quay quắt lại một cách thô thiển. VOA cũng dẫn quan điểm của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn, chỉ ra rằng việc cần phải làm không chỉ là thay đổi người mà phải thay đổi cách quản lý nhà nước cho phù hợp. Thể chế của Việt Nam sẽ phải như thế nào? Vì việc này phát sinh từ trong cơ chế ra thì phải chữa bệnh. VOA cho biết tạp chí Time của Mỹ hôm 22 tháng 3 viết rằng sự bất ổn trong giới lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đang đặt ra những nghi vấn về sự ổn định chính trị của Việt Nam, khi nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của nước này đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới. Trang này dẫn lời các nhà phân tích cho rằng việc thay đổi lãnh đạo từ hệ quả của chiến dịch chống tham nhũng cũng đồng thời xuất phát từ sự cạnh tranh quyền lực trong nội bộ đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Việt Nam cần thay đổi cơ chế để ổn định. Sử dụng cảnh sát giao thông thường phục, Việt Nam đang gia tăng kiểm soát xã hội. Ngày 22 tháng 3, AFA tiếng Việt loan tin, cảnh sát giao thông sẽ mặc thường phục để bắt người vi phạm nồng độ cồn. Theo AFA, truyền thông nhà nước hôm 22 tháng 3 dẫn lời đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết, cảnh sát giao thông ở Việt Nam sắp tới sẽ mặc thường phục để bí mật ghi hình và bắt những lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn. AFA cho biết Việt Nam là một trong các quốc gia có các quy định ngặt nghèo nhất về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.
Từ năm 2019, chính phủ Hà Nội đã ban hành một nghị định quy định phạt tiền đối với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn chưa vượt quá mức 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Điều này có nghĩa là chỉ cần người lái xe có cồn trong hơi thở dù ở bất cứ mức độ nào thì cũng bị phạt. Hình ảnh bản tin trên AFA. Vẫn theo AFA, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho báo chí nhà nước biết, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng mặc thường phục, bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm sử dụng rượu bia tham gia giao thông trên tuyến. Báo Người Lao Động dẫn lời vị đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, vị trí kiểm soát, bố trí lực lượng sử dụng mô tô, cảnh sát giao thông tuần tra cơ động gần khu vực kiểm soát để kịp thời xử lý các trường hợp cố tình quay đầu xe và rẽ vào đường ngang, ngõ tắc nhằm trốn tránh việc kiểm tra. Cũng theo Cục Cảnh sát Giao thông, lực lượng này sắp tới còn tăng cường hóa trang ghi hình vi phạm hoặc xử lý thông qua hệ thống camera giám sát. Các vi phạm này được cảnh sát giao thông hóa trang, ghi hình bao gồm vi phạm tốc độ, tránh, vượt phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc hóa trang ghi hình các tài xế điều khiển xe vượt ẩu, lấn làn đã được Cục Cảnh sát Giao thông áp dụng tại các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Bước đầu phát huy hiệu quả tốt, nhiều tài xế có ý thức chấp hành hơn. Hình ảnh một trạm kiểm tra nồng độ cồn. AFA cho biết thêm, nhiều người dân ở Việt Nam thời gian qua đã có những phản ứng trái chiều về việc công an gia tăng phạt người vi phạm nồng độ cồn vì cho rằng có sự lạm dụng. Có người dân thậm chí đã lập biển báo trên đường để báo cho lái xe biết sắp có trạm kiểm tra nồng độ cồn của công an. Một số hội nhóm cũng được lập trên mạng xã hội để thông báo cho nhau về các trạm kiểm soát của công an trên các quốc lộ. Công an địa phương thời gian qua đã xử phạt tiền các hội nhóm này. Việt Nam vốn đã là một quốc gia có tỷ lệ công an viên trên đầu người dân vào hàng cao nhất trên thế giới. Công an kiểm soát xã hội đến từng ngõ ngách, từng giới, từng ngành. Tuy nhiên trước đây họ còn kín đáo, chỉ lén lút lạm quyền, thậm chí giả mạo giang hồ khi tấn công những người bị họ cho là vi phạm giao thông. Thì nay họ công khai hành động, coi đó là đương nhiên, là quyền của họ. Phải chăng công an cho rằng họ đã bắt hết giới hoạt động dân chủ, nên giờ đây họ toàn quyền tự tung tự tác, không còn ai dám lên tiếng nữa. Phải chăng vì nền kinh tế khó khăn, nguồn thu của ngành công an từ việc bảo kê, hối lộ vặt đã giảm, nên họ cần quyết liệt hơn để tăng nguồn thu cho ngành? Phải chăng việc tăng cường cảnh sát giao thông mặc quân phục và thường phục tuần tra khắp hang cùng ngõ hẻm là sự chuẩn bị của ngành để đối phó với tình trạng mất kiểm soát xã hội có thể xảy ra trong bối cảnh kinh tế suy thoái trầm trọng chưa từng có vì e ngại sẽ diễn ra tình trạng như Cuba hiện nay? Tuy nhiên, khi người dân khốn khổ hơn, phải vật lộn nhiều hơn để kiếm sống, thì việc bóp nghẹt đời sống xã hội chỉ làm phản tác dụng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Sử dụng cảnh sát giao thông thường phục, Việt Nam đang gia tăng kiểm soát xã hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d